Nổ lớn ở Lai Châu, gần 60 hộ dân bị thiệt hại. Cơ quan chức năng Lai Châu đang làm rõ sai phạm của từng cá nhân, cơ quan tổ chức trong việc để xảy ra vụ nổ lớn khiến gần 60 hộ dân ở huyện Tân Uyên bị thiệt hại. Ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu cho biết, vụ nổ xảy ra ngày 6 tháng 8 tại xã Bắc Ta. Hôm đó, huyện nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về việc hơn 100 người dân tại bản liên hợp xã Bắc Ta kéo đến mỏ đá Căng A Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Kim quản lý khai thác để yêu cầu công ty đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của vụ nổ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên cử người đến kiểm tra, đồng thời chỉ đạo công an huyện phối hợp với xã Bắc Ta và các đơn vị liên quan tới hiện trường ổn định tình hình và vận động tuyên truyền giải tán đám đông, đảm bảo an ninh trật tự và điều tra để làm rõ trách nhiệm và xác định rõ thiệt hại về tài sản của các hộ dân. Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 30 tháng 7, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Long Thành Tây Nguyên, địa chỉ ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, có văn bản gửi Sở Công Thương Lai Châu, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu, đề nghị được thuê chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu tiêu hủy 798,3 kg thuốc nổ công nghiệp, loại nhũ tương P113 đã hết hạn sử dụng, cùng 175 kíp nổ điện vi sai 4,5 m còn hạn sử dụng tồn dư trong quá trình xây dựng thủy điện Mường Kim, Lan Uyên Lai Châu. Ngày mùng 2 tháng 8, công ty Long Thành Tây Nguyên ký kết hợp đồng thuê chi nhánh Công nghiệp hóa chất Mỏ Lai Châu hủy số vật liệu nổ trên. Sau đó chi nhánh Công nghiệp hóa chất Mỏ Lai Châu lập hội đồng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, lập hồ sơ phương án tiêu hủy trình Sở Công thương Lai Châu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để xin phép nổ hủy vật liệu nổ. Ngày 5 tháng 8, Sở Công Thương có văn bản đồng ý phê duyệt hủy số vật liệu trên theo phương pháp nổ hủy trong đất. Ngày 6 tháng 8, việc hủy nổ được thực hiện tại mỏ đá Căng A thuộc bản Liên Hợp. Dư chấn của quá trình nổ hủy gây thiệt hại về tài sản của 57 hộ dân trong bản. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 8, Tổ công tác của huyện Tân Uyên xác định được giá trị thiệt hại của 40 hộ trong số 57 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ gia đình nhận tiền đền bù và hỗ trợ ủy ban nhân dân huyện tân uyên đang thống kê xác định thiệt hại tài sản của các hộ còn lại đồng thời làm rõ sai phạm của từng cá nhân cơ quan tổ chức để xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm hướng dẫn các đơn vị liên quan hỗ trợ về kinh tế kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng